Hey yo, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Cũng như thường lệ thì trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ kênh trải nghiệm của mình nha. Và anh em đừng có quên là 8 giờ hàng đêm là vào 20 giờ thì mình có like ở bên TikTok là hỗ trợ cho anh em lock 3 và lớp 2 server Tam Quốc và server Lương Sơn nha. Và hiện tại thì mình đang ở một cái server Lương Sơn xe sành 6.3 và đây là một cái phiên bản là lớp 3 nha anh em. Đây là một cái con game 100% là mobile, còn cái anh em nào chơi trên PC thì cũng có thể chơi được ngay và luôn, rất là dễ. Anh em tải cho mình cái giả lập về nha. Thì hôm nay mình vào trong đây tiếp tục là mình sẽ review một set đồ của con cung nữ ngay và luôn. Ở cái giai đoạn đầu của server Lương Sơn thì em ấy đã làm mưa làm gió như thế nào và ra sao, mình sẽ vào trong đây mình farm cho các anh em xem. Đây, ở đây là một cái map whip ở trên là Davias 4. Thì ở trên đây lúc trước là một cái điểm nóng nha, nhưng mà thời gian về lâu và về dài thì anh em khỏe lên là sẽ lên trên map cao, không còn sôi nổi trên đây. Thì hôm nay mình sẽ vào trong một cái support, bên mình chia ra làm 4 sub: sub 0, sub 1, support và sub event. Thì cái đó mình đã có chia sẻ, nhắc lại cho anh em biết luôn. Và anh em nào muốn hỗ trợ, muốn có những cây đồ để gia nhập vào server Lương Sơn thì bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các em rất là nhiệt tình luôn. Hỗ trợ là được 210 lần reset, một set đồ 5%, vũ khí 380, kèm theo đó là một con panda, bùa nhân 3 7 ngày và 50 triệu yen. Ở trên live thì mình đã có nói, đã có đề cập tới, và ở trên một cái clip review thì mình cũng phải nói lại để cho anh em nhớ nha. Và anh em nhớ giúp mình là các anh em ghi cho mình một cái tên class. Hiện giờ mình đang chơi con cung nữ thì các anh em để cho mình là chữ E, chữ F và chữ L, hoặc là chữ E và chữ F. Còn cái mã trợ là các anh em nhìn vào của mình là 222 và 88 nè, không phải là lấy y chang của mình nha, tại mỗi con nhân vật là nó đều có một cái ID khác nhau. Và mình vào trong đây tại vì mỗi người là mỗi ngày có mỗi người chơi mới nên mình phải nhắc lại cho anh em biết nha. Nhiều khi và tới thời điểm bây giờ anh em chưa biết cái mã chợ là gì, thì ở đằng sau cái tên là Hunter thì nó có một cái dãy số trong dấu ngoặc, đây là một cái mã chợ và đây cũng là cái ID cá nhân của anh em. Quay lại vấn đề chính của mình thì sẽ review một cái set đồ của cái con cung nữ ở một cái xe xanh 6.3 này, nó được gì và có gì. Nhìn vào màn hình thì các anh em thấy là set của mình nó cực kỳ đẹp, cực kỳ là BD luôn anh em ạ. À, đậu bắp, nhìn cái con cung nữ mà nó đâu phải là ít anh em, nó cũng phải là có một chút xíu gì đó là màu mè. Nhìn vào cái cung thì mình sẽ review vũ khí trước. Đây là một vũ khí là 400, ở những cái phiên bản khác đây không phải là vũ khí 400 nha, như điển hình là phiên bản lớp 1 và lớp 2, đây là một cái vũ khí cấp cao thôi chứ không phải là đợi ở level 400. Thì ở đây bên server, bên cái con game và bên nhà làm game thì người ta sẽ sắp xếp đợi đợi những đồ 400, thì người ta muốn đợi cái gì ta đợi nha anh em. Nhưng thật sự ở đây cái phiên bản 400 nhiều khi anh em liên tưởng tới một cái con game là Lost Container thì cung 400 khác, bên review thì 400 khác và bên lớp 3 này 400 nữa sẽ khác nha. 380 là cung Thái Bình và cung cấp cao là cung Thiên Vũ, và đây là cũng là một cái cung cấp cao luôn, nhưng mà cái cung này hồi đó giờ nó không có cái tiếng Việt nha anh em, nó là có cái tiếng Anh. Thì ở trên màn hình các anh em thấy cái lực tấn công là 2280, khi mà chúng ta nhân thêm một chút xíu là sẽ là 2468, cấp độ là level 400. Và cái món của mình dùng độc quyền cho tiên nữ nè. Ở đây mình có một cái dòng là tấn công liên hoàn, cái đó là một cái skill tấn công liên hoàn, kèm theo đó là một cái dòng hoàn hảo sát thương 10%, rồi tăng 4% sát thương, kèm theo đó là một cái dòng like 32% sức mạnh và hai dòng lúc. Thì các anh em thấy là đây là những món đồ hằng mơ ước của những anh em nào fan cứng của cái con cung nữ. Nhưng mà các anh em nên nhớ mà nên biết nè, ở một cái server mới khai sơ thì không có những cái món như vậy. Nếu mà có những cái món như vậy thì anh em phải đầu tư khá nhiều vô mới được nha. Thì các anh em phải là lặn lội quăng bot đồ kiếm các kiểu nha anh em. Và đặc biệt ở đây cũng chưa có cái up harmony nha. Qua xong phần cây cung cộng 11 của mình cực kỳ whip đến từ cái vị trí của con phay, thì tiếp theo là một cái bao tên ở những cái xe sành khác. Thì nó có những cái bao tên S và cái bao tên lõm, và ở ngay cái xe sành của em 6.3 thì là cái bao tên S luôn nha anh em. Thì mình nói cái server cho nó dễ hiểu, mình nói đâu mà phải cho ra đó anh em, server đi anh em cho nó dễ hiểu, mình nói xe sành nhiều khi anh em không biết. Thì ở một cái server như là lớp 1, lớp 2 thì có server có cái bao tên bằng S và bao tên không,
Lúc trước mình đã có review bên server của anh Cao Nguyên là cái bao tên S. Khi mà mặc vô thì nó loại bỏ 100% khả năng phòng thủ luôn anh em, nó bắn như đúng rồi luôn. Mình nhớ là ở bên đó là lúc đi công thành chiến chỉ có là cái con sum và cái con phay thôi, không có ai hết. MG không có, Deathlord không có, GF không có, Death King lại càng không có luôn, Death White thì đứng cho ngó luôn anh em. Chỉ có là 100% là cung nữ. Qua thời gian sau này anh em phản ánh khá nhiều và đã có nhìn ra được và đã fix lỗi là không được đeo bao tên. Nếu mà đeo bao tên luôn là loại bỏ 100% phòng thủ của anh em luôn, nó bắn tới đâu là thốn tới đó. Nên cỡ đó là đang có chương trình là sốt anh em. Nên vì đó là một số server người ta không có cho cái bao tên S. Đó là như vậy đó nha anh em. Thì ở một cái bao tên S của mình đó thì cũng sử dụng cho tiên nữ nè. Qua sát thương là 10%, tăng 4 sát thương và cũng dòng lai là cộng 32% sát thương thêm. Kèm theo đó là hai dòng may mắn. Và cũng như ở cái cây cung của mình, cái lực tay thì cũng là 2282 và 2473, cấp độ là cũng là 400 luôn. Khi mà mình muốn mặc được á thì STG anh em phải cộng là 29, anh ghi là phải 186 thì chúng ta mới dùng được nha. Và các anh em nhớ nè, khi mới tạo một con nhân vật, các anh em làm nhiệm vụ trước cho mình, đợi bên mình kit đồ xong, kit reset xong, anh em reset lần đầu tiên rồi mặc đồ lên, hoặc là các anh em mặc đồ trước rồi hãy reset sau cũng vẫn được luôn, nhưng mà nhớ đừng có reset trước nha anh em. Thì các anh em làm nhiệm vụ xong, nhìn vào cái món đồ nó yêu cầu cái dòng gì thì anh em cộng vào cái dòng đó là sẽ mặc được đồ, ngoại trừ cái con GF nó không có đợi cái dòng HP, nhưng mà anh em phải cộng cái dòng HP mới mặc được đồ của GF nha anh em, là con Quyền Dương á. Xong cái phần bao tên thì chúng ta tiến vào một cái win của em ấy, cũng là một cái win cộng 11. Đây là một cái cánh cấp 2 level 2 nha anh em. Thì cho chúng ta là tấn công nhanh nhẹn thêm là 20, lực chống đỡ là cộng 85, gia tăng sát thương là 54%, hấp thụ sát thương là 47%. Thì level 215 thì chúng ta sẽ đeo lên được. Và cái win đó thì nó cũng là cái win trắng như là cái win con nách quay của mình kỳ gọi thôi, nó không có thêm một cái dòng bổ trợ thêm. Vì đây là một cái server mới, mình nhắc lại cho anh em biết, server mới nên nó chưa có những cái đồ mà hỗ trợ quá cao. Còn những anh em nào muốn đồ hỗ trợ quá cao á thì phải là lặn lội đường xa rất là nhiều nha, phải trải qua bao cay đắng thâm trầm anh em, và nhiều cái ép tim. Tại vì chơi con game á thì các anh em nhiều khi các anh em có những cái mà ép tim thở không nổi luôn anh em, quay ba bốn cái xịt rồi mình nói trong bụng hết nguyên liệu đó nghe anh em, đừng có xịt nó nghe. Như mà mình đập cái kỳ rồi ở bên cái con game lock container mà mình ép cái set đồ, chỉ có một cái set đồ thôi mà tim mình nó đánh muốn nhảy ra ngoài với anh em, đậu bắp, thật sự là mình hồi hộp thiệt nha anh em. Tại vì khi chơi con game thì các anh em cần thiết là phải có những cái trải nghiệm như vậy để cho nó đáng đồng tiền với gạo. Khi mà các anh em bỏ thời gian ra để chơi, khi mà các anh em đã bỏ tiền ra để ủng hộ server thì các anh em phải có lại những cái gì đó mà để các anh em ghi nhớ và nhớ mãi. Đậu bắp lúc trước tôi chơi server của cơ trưởng ép win nó ép tim gần chết luôn cho anh em, thì có cái để nhắc lại nha. Qua phần cái win thì chúng ta tiến dần vào trong cái set, set đồ của mình cũng là một cái set level 400. Thì cần là STG 14, anh ghi là 31, width là 127 và cần thiết anh em phải có đủ level 400 mới mặc được cái set này. Và lực chống đỡ của cái set này thì nó lên cực kỳ cao, 2429. Thì trong khi đó là cái con cung nữ mình sẽ cộng thêm vào cái phần là anh ghi NE, anh em chỉ cần cộng cho đủ dùng skill, đủ dùng boost, STG thì đủ mặc đồ để dùng vũ khí, còn bao nhiêu thì phang hết vào cái phần anh ghi. Trong khi đó anh ghi thì sẽ giúp cho mình tăng đam cơ bản lên và tăng thủ, tăng né tránh, kèm thêm một cái set đồ có lực chống đỡ cao nữa thì thôi nhé luôn em, nó bắn như đúng rồi luôn nha. Nhưng mà cái đó ở cái thời gian hiện tại, còn ngay cái thời điểm bây giờ đang cân bằng cờ lát, người nào cũng như người nãy anh em, không có thằng nào khác hết, thằng này đầu chọc thì thằng kia cũng không có tóc luôn nha anh em. Tiếp theo là cái set đồ của mình cũng như là một cái set đồ của Đắc Quay thôi, thì nó có cho mình một dòng HP 4% và một cái dòng phản 5% khi bị tấn công. Thì ở đây cái set của mình là cũng 5-1, mình gà luôn cho anh em xem vừa biết luôn nha. Tiếp theo là một cái áo đây, cái đó là một cái quần nha anh em. Bước sang một cái tay là mình đã có cái tay cũng y chang luôn, cộng 11 hết nha. Đây là một cái set đồ, mình nhắc lại cho anh em biết là đây chỉ là một cái set đồ demo để mình làm clip cho nó đẹp nha. Hiện giờ á, thì có những anh top ảnh có những cái set đồ rồi nên mình mới mạo muội mình review cho anh em biết thôi. Thì các anh em muốn biết là người ta dùng set đồ gì, ở bên một con lớp 3 nó có tính năng rất là hay,
tính năng show item, thì anh em lên trên đó anh em bấm vào nhân vật, anh em đổi là cái chữ show item ở cái dòng cuối cùng hết thì bấm vào, thì anh em sẽ biết là người đó top hay không top. Thì có, tại vì qua một cái tháng rồi á thì top đã nhận được đồ hết rồi, bên mình sẽ có làm những cái đồ như gì để mình review chia sẻ cho anh em biết, nó sao server không có đồ gì hết hay là server chưa có đồ gì. Thì ở một cái giai đoạn đầu khi mà sở hữu được một cây đồ max pin hay là một cây đồ nó cực kỳ cao thì nó là cực kỳ khó, cực kỳ tốn kém khi mà các anh em chơi theo cái hệ là max pin hay là cái hệ đu dưới top, vì top là những anh em đó là cực kỳ chịu chơi và chịu chi, trong khi đó là người ta chịu chơi và chịu chi nhưng mà người ta kiếm lại cái nguồn thu rất là ngon lành. Vì khi nắm top xong thì tất cả những nguồn thu bot nè, đi trao hay là đi dân dân may may thì người ta đều nắm chùm hết, còn người ta gỡ vốn là mấy hồi nha anh em. Còn những anh em mình giàu sao thì cũng có thể là mình đú top được nhưng mà mình đú cái liver, còn đồ thì mình từ từ trải nghiệm lên sau, hoặc là các anh em có thể là đầu tư nhẹ vào để mình mua những cái món đồ mà mình cần xây chở, điển hình như là win để mình lên trên map Ikewood để kiếm được một cái là nhân 3S nè, rồi mình có thể là bay tới bay lui nè, hoặc là anh em có thể là đầu tư một chút xíu đây con để chuyển sang cái con nhân vật là IK, vì con nhân vật IK là nằm ở một cái session 18 mà được hạ cấp xuống một cái session 6.3. Thì server bên em có làm một cái gì đó mới mẻ để cho anh em trải nghiệm đổi gió, không nhất thiết là ở 7 class phổ thông mà sẽ cho một class IK vào trong đó. Đó là một cái bước ngoặt, một cái lối đi khác biệt của server bên em làm ra nhanh em. Thì cây đồ của cung nữ này vẫn chưa có là dây chuyền và nhẫn hoa tai, chưa có gì hết, chỉ có là một con gấu Misa theo với máy thôi, nhưng như vậy thì cũng khá là tuyệt vời nha anh em. Và đặc biệt là bên mình đang nhập về những cái skill gồng vàng, những anh em nào đam mê cái hệ mà xây gồng quay tay đại pháp quay giò thằng chưởng gì đó thì cái hệ này nó sẽ phổ thông được hai class, thứ nhất là cái con đất quay, thứ hai là cái con MG. Thì anh em có thể là tận dụng cái skill gồng vàng này, gồng gòn tốt nhất có thể. Những anh em nào mà đang chơi tại server Lương Sơn đang chơi con MG hoặc là con đất quay, liên hệ ngay và luôn với mình để nhận những cái skill gồng vàng, hoặc là anh em chưa có gì hết thì anh em có thể là vào trong đây nói lên một cái tên class cho mình và một cái mã trợ, bên mình sẽ kích reset tặng đồ, tặng gấu, tặng gen, tặng luôn cái skill gồng vàng, nói chung có cái gì là tặng hết anh em, cho luôn cái quần đùi cũng được luôn nha anh em. Thì ở những cái server như vậy thì mình thường lũi cụi vào những cái bãi như vậy để mình farm gen nè, mình farm ngọc. Thì mình mách cho anh em biết nè, khi anh em lên một cái level cao thì anh em bắt buộc phải lên map cao farm. Thứ nhất là S nó nhiều, thứ hai là gen nó nhiều, thứ ba là nó mới có tỷ lệ ra ngọc. Còn không phải mà các anh em 400 mà các anh em đảo về cái map login, các anh em cấm, các anh em làm chùm thiên hạ ở đó, rồi các anh em kiếm cái nguồn thu như ở lốc 1, lốc 2 là không có nha. Bên em đặc biệt là làm cái hướng cày nhưng mà không đợi cho lạm phát đòn nha. Lúc trước thì các anh em biết không, người ta farm tới một cái reset cố định như là người ta đẩy 50 reset và đẩy level 400 gì đó, người ta đảo về những cái map nhỏ, thứ nhất là Logenkia, thứ hai là Noria, thứ ba là Davias, thì người ta cắm ở đó xuyên ngày xuyên đêm xuyên lục địa để kiếm nguồn thu, và cái đó là không, server mình nói không với như vậy nha, server mình sẽ cho nó ăn tỷ lệ theo level, level anh em càng cao bắt buộc là phải bóp anh em lên cái map cao mấy anh em mới được, còn đợi cho những anh em nào mới vô người ta trải nghiệm thì người ta có những cái map nhỏ, thứ nhất người ta có thể là cài liver, thứ hai người ta có thể là cài gen, thì không đợi cho những anh em mà siêu nhân mà đi xuống cái map nhỏ mà lộng hành ở dưới được nha. Các anh em muốn xuống dưới lộng hành cũng được, BK cũng được hay làm gì cũng được, săn boss cũng được, nhưng mà các anh em không có nguồn thu ở dưới, thứ nhất là không có S, thứ hai là không có gen, thứ ba là không có dây ve luôn. Thì cái đó là mình nhắc cho anh em nhớ, để nhiều khi anh em nói farm từ sáng tới chiều mà không có dây ve thì cái đó là đúng anh em. Các anh em ở một cái map cố định như ví dụ là lúc trước ở trên map Ba Gác hoặc là Cờ Gi là các anh em sẽ có nguồn thu phải không, nhưng bây giờ là không nha. Mình đã mở full full map thì các anh em bắt buộc là phải lên hết tất cả những cái map cao trên đây để mà mình farm cài cuốc trên đây nó mới có được nguồn thu nha anh em. Cái đó là một cái đường đi lâu và dài của server bên em đặt ra, và tiêu đề bên em đặt ra là 100% là để cài, và những anh em nào đã chơi thì có thể là mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp ý cho kênh, để tương tác giúp kênh nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha anh em.